Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong Đông y. Hôm nay mình tiếp tục làm mới bài viết về phần thần bệnh chứng chinh xung, bài thuốc phục linh ẩm tử. Mình bắt đầu viết. Làm ẩm xúc vu tâm vậy. Chinh xung bắc dĩ bán chế phục linh phục thành mặt mu đau rằng mì khứ bạc
Các nhất lượng trăm hương tiêu binh lan cam thảo cát ngủ tiền hưởng tỏa mỗi khắc tiền cương ngủ phiến thủy tiễn phục mình xin đọc lại một lần phục linh ẩm tử phục linh là tên vị thuốc ẩm tử là ẩm là nấu hoặc là uống ẩm là uống nhưng mà cái này là nấu ẩm tử là nấu ninh trị đàm ẩm xúc là chứa đựng lại vu tâm vị là chứa đựng ở
tạng tâm và tạng vị, phủ vị, chinh xung bất dĩ, làm hồi hộp, lo lắng không yên. Bán hạ là tên vị thuốc, chế là đã chế qua rồi. Sức phục linh là tên vị thuốc, phục thần là tên vị thuốc. Mạch môn đông là tên vị thuốc, trần bì là tên vị thuốc, khứ bạch là cạo bỏ phần vỏ trắng, cát nhất lượng đều một lượng, trầm hương là tên vị thuốc, tiêu là mài ra, binh lan là tên vị thuốc, cam thảo là tên vị thuốc, cát ngũ ngũ tiền đều năm tiền, hữu tỏ những vị bên phải trong bài thuốc này trộn khỏa đều, mỗi thất tiền mỗi lần dùng lấy ra 7 tiền, khương ngũ phiến gừng 5 lát, thủy tiễn phục sắc nước đặc mà uống. Trong bài thuốc là chỉ có khương tam phích ngũ phiến là gừng 5 lát, mà không có là táo nhị mai. Nó khác với những cái bài thuốc khác là không có vị táo, người ta bỏ bớt đi, cũng có cái dụng ý gì đó. Chào tạm biệt các bạn.